Plymouth Plantation, tháng 8 năm 2014. Plymouth Plantation là một viện bảo tàng lịch sử được tái hiện bằng người thật, cảnh thật và việc thật ở thị trấn Plymouth, tiểu bang Massachusetts, được thành lập vào năm 1947. Viện bảo tàng phóng y thời lập nghiệp của những người di dân Anh đến Mỹ vào thế kỷ 17. Họ là một trong số những người đầu tiên nhập cư vào đất Mỹ để tìm kiếm sự tự do tôn giáo. Làng được dựng theo kiểu Anh Quốc vào năm 1627. Những người mặc trang phục thời đó tham gia những hoạt động như nấu ăn, trồng trọt, kéo sợi và chăn nuôi gia súc.